Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Care Orange Coast. Và hôm nay quý vị đang nghe câu chuyện với Tiffany Phương, là người phụ trách chương trình Hospice Care của hệ thống Memorial Care, trong đó có Bệnh viện Orange Coast. Và cô cũng làm việc cho những cái công việc xã hội cộng đồng liên quan đến, để hỗ trợ cho liên quan đến vấn đề hospice. Thì phần đầu chúng ta đã nói vai trò của Tiffany. À, những người nào cần đến cái sự dịch vụ về hospice thì xin liên lạc với Tiffany ở số 949-403-2056, 949-403-2056. Và phần đầu nghe Tiffany kể những cái câu chuyện rất là cảm động. Hương Thơ làm việc này cũng mình cảm thấy như mình được ơn của Thượng Đế đã trao cho mình một công việc. Mình vừa làm giúp đỡ mọi người được, mà mình cũng làm được công việc làm mang đến cái niềm vui hàng ngày cho mình, mang đến sự phục vụ cho đồng hương hay là cho tất cả bệnh nhân cần đến dịch vụ của Bệnh viện Orange Coast. Có nhiều người vẫn còn quan niệm là khi mà bác sĩ recommend, yêu cầu, đề nghị vào chương trình hospice thì họ cái ý tưởng đầu tiên là họ nghĩ là bất hiếu ha, nếu mình đưa vào đó là bất hiếu và bác sĩ không có giỏi, bác sĩ không muốn chữa nữa, bác sĩ không có lương tâm này kia đó. Thì Tiffany có bao giờ thấy những trường hợp chắc chắn đã qua nhiều kinh nghiệm như vậy không? Vâng, chắc chắn. Tiffany nghe rất là nhiều. Và cái đó nó có một cái sự... hiểu lầm sai là... Dạ, cái sự hiểu sai về cái chương trình quá nhiều. Và nó có cái lý do, nó cũng có một cái lý do nữa. Trước khi Tiffany nói chi tiết tại sao người ta suy nghĩ như vậy là vì... cái quan niệm của người Việt Nam của mình là còn nước còn tát. Thành ra khi mà cái tình trạng của người bệnh nhân tới một lúc mình nói là nó xuống quá thấp vì cái sức khỏe, vì cái bệnh nó đã kéo dài, hoặc là có thể cái bệnh nó tới một mức độ nào, cái sự chữa trị nó không giúp nữa, nó không có hiệu nghiệm mà nó chỉ làm cho người bệnh nhân mệt mỏi và đau đớn. Thì nhưng mà người Việt Nam mình thì mình giống như mình, thứ nhất giống như chị nói, họ sợ nếu mà như vậy là mình đã bỏ cuộc, mình không cố gắng giúp cho người thân của mình, hoặc là mình chấp nhận quá dễ dàng. Thành ra họ vẫn muốn kéo dài mạng sống của người bệnh nhân, nhưng mà có những cái tại vì không được hiểu rõ và biết cái sức khỏe của người bệnh nhân, cái bệnh tình, thì vì họ cứ nghĩ là thực sự đối với Tiffany, biết với một người bác sĩ mà để cho họ đề nghị hospice có nghĩa là đó là cái cuối cùng, cái chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Dạ, nó cũng không nghĩa là như vậy. Có nghĩa là cái bệnh tình nó vào cái đoạn cuối cùng. Dạ, cái bệnh tình thôi. Tại vì Tiffany, theo Tiffany biết, có nhiều người ở trong hospice họ sống 2 năm, 3 năm. Có người sống đến 7 năm. Cái chuyện đó là bình thường đó chị. Tại vì, nhưng mà Medicare thì họ chỉ muốn nhận những cái bệnh nhân trong vòng 6 tháng như là nặng. Cái đó là cái luật thôi. Nhưng mà Tiffany đã từng có nhiều bệnh nhân ở trong chương trình kéo dài mấy năm. Là vì nó có nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là cái cơ thể của người bệnh nhân không phải chống trả lại với những cái side effect, giống như cái phản ứng phụ của thuốc. Thứ hai, cái tinh thần họ thoải mái, họ cảm thấy không phải là họ give up, nhưng mà họ không bị stress, không có bị sợ hãi khi mỗi lần nghĩ tới vô chemo hoặc là vô một cái trị liệu nào, họ cảm thấy mệt mỏi, họ sợ. Thì họ cảm thấy giống như họ bình an, giống như họ chấp nhận. Thì về tinh thần, về sức khỏe, về mọi sự, cái tinh thần nó rất là quan trọng chị. Khi họ cảm thấy họ không có mệt mỏi để tranh chiến với cái bệnh nữa, họ nhẹ nhàng hơn, họ thả lỏng hơn, họ hưởng thụ cuộc sống bình thường hơn, thì cái tâm lý có thể giúp họ vượt qua cái bệnh tình, rồi họ cũng không phải tranh chiến với những cái phản ứng phụ, hoặc là cứ 2 tuần 3 tuần phải đi gặp bác sĩ. Đối với người nhà thì bình thường, chứ đối với người bệnh đôi khi đối với họ là một cái nỗi sợ hãi, một cái stress. Thành ra có khi cái đó cũng có thể giúp cho họ kéo dài. Tiffany không nói là hospice
kéo dài mạng sống, nhưng mà nó nhiều trường hợp có thể giúp đỡ cho người bệnh nhân một cái cuộc sống thoải mái hơn, có chất lượng về tinh thần và quality of life, về tinh thần cũng như về sức khỏe. Với cái thứ ba nữa là họ cảm thấy rằng là có người đến chăm sóc, lo lắng, có bác sĩ, y tá, cán sự xã hội, một vụ về tâm linh, người tắm rửa, chăm sóc. Họ cảm thấy họ được cái sự quan tâm đến tận nhà, lo lắng. Họ cũng không cảm thấy bị bỏ rơi. Phiền hà với con gái. Yeah, không phiền hà với con gái, không là gánh nặng của ai. Thành ra họ cũng nhẹ nhàng trong tinh thần nữa. Và cái đó cũng là một phần tâm lý. Thành ra em nghĩ cái đó nó cũng giúp cho họ. Nó có nhiều yếu tố, nhưng mà để trở lại cái chuyện mà người ta hiểu lầm là vì có nhiều khi mình cố gắng, mình kéo dài bằng cách chữa trị thuốc men hoặc là hóa trị, xạ trị, mình làm quá nhiều. Cái cơ thể của người bệnh nhân tới một lúc nào đuối rồi thì mới vào hospice. Thì khi vào hospice chẳng bao lâu thì người bệnh nhân qua đời. Thành ra nhiều khi họ nghĩ tại vào hospice thì bệnh nhân mới mất. Nhưng mà cái đó thì Tiffany xin lỗi là Tiffany phải nói thật. Quý vị có chọn hospice hay không chọn hospice, cái bệnh tình nó tới một mức độ nào thì cơ thể của người ta cũng phải ngưng thôi. Thì mình, nếu mình quyết định đúng, mình chọn cái chương trình đúng lúc, đúng cái thời điểm, có thể giúp cho người bệnh nhân được thoải mái, nhẹ nhàng hơn, và cũng giúp cho gia đình có sự hỗ trợ để mình chuẩn bị về tâm lý, tinh thần. Mình sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi và cũng không bị bỡ ngỡ khi người thân mình ra đi. Tại vì hospice chẳng những chỉ giúp về sức khỏe cho người bệnh nhân mà cũng giúp đỡ về tinh thần, về niềm tin, và họ hỗ trợ rất là nhiều mặt khi gia đình có thể có sự chuẩn bị đúng mức để không quá mệt mỏi cho người chăm sóc nữa. Vâng, cũng như phần cuối phần 1 đó thì Tiffany có chia sẻ là những cái sự tranh cãi giữa gia đình với người bệnh nhân là có nên vào hospice hay không. Thì cái quan trọng là mình phải đặt mình vào cái vị trí của bệnh nhân, phải không? Đúng, vâng. Lúc nào cũng phải hỏi người thân của mình là muốn gì, và nếu mình là họ thì mình sẽ muốn gì. Đúng. Thì tất nhiên ông thơ có nhiều mẹ, ông thơ cũng như là mẹ của bạn đó, cuối đời cũng muốn về nhà với con cái để có những thời gian gần gũi với những người thân, những giây phút ngắn ngủi còn lại mà còn được người đến chăm sóc. Con cái cũng không phải lo phải chạy vào nhà thương, hay là nếu mà không biết chương trình thì nhiều khi cũng phải chăm sóc ở nhà cũng rất là cực khổ. Như là người chồng mà nói cảm ơn Tiffany đã cho anh sống lại đó, vì chăm sóc bệnh nhân rất là mệt, phải không quý? Là cái đó là cái quan trọng cho quý vị lưu ý. Vậy là người nào có, ai qualify, ai có đủ điều kiện để được chi trả để chương trình hospice? Thực sự cái chương trình hospice thì giống như em đã nói là Tiffany nói là nó là một chương trình nhân đạo. Thì Medicare, bất cứ ai có Medicare Part A, họ sẽ cover 100%. Hoặc là Medi-Cal không, họ vẫn cover 100%. Còn những người mà đi làm, nếu mà họ có bảo hiểm cá nhân thì qua công việc làm, theo Tiffany biết là tại vì trước khi mình vô hospice thì dĩ nhiên là mình có đi trị liệu, mình đi vào nhà thương. Khi mà mình cái tiền deductible, có nghĩa là tiền phụ phí hay tiền khấu trừ của bảo hiểm mà đã đủ, thì khi mình vào hospice vẫn được trả 100%. Thành ra trong cái 15 năm hơn mà Tiffany làm việc trong hospice, Tiffany chưa thấy ai bị bill hay là bị đòi tiền và khi mình vào chương trình hospice. Và để làm sao có điều kiện để vô hospice thì thực sự là nó có nhiều yếu tố. Có khi bác sĩ sẽ là người đề nghị, có khi gia đình mình cũng có thể tự quyết định. Nếu mình thấy mẹ mình 90 mấy tuổi đi ra đi vào nhà thương, cứ hay bị nhiễm trùng, té hoài, rồi nó có nhiều cái yếu tố sức khỏe đi xuống, như là 2 tháng trước bà còn đứng lên ngồi xuống, bây giờ bà không đi được, không, đại khái nó có những nhiều yếu tố, mình cũng có thể liên lạc với một cơ quan hospice để mình tìm hiểu cái
cái quy luật làm sao mình có hội đủ điều kiện, thì khi mà được mình, nếu mà gia đình quyết định thì mình có thể liên lạc một cái hospice để tìm hiểu thêm, và mình có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình để mình có thể được vào chương trình. Bắt buộc phải có y tá đến, họ phải chuẩn định, tại vì mình không tự quyết định được, và y tá phải đến để gặp bệnh nhân để chuẩn định. Nếu người bệnh nhân hội đủ điều kiện thì lúc đó mình mới có thể được vào hospice. Câu hỏi cuối là cái thời gian mà được nhận cái sự chăm sóc của hospice là mấy tiếng một ngày, hay là có bao giờ nó overnight không, qua đêm không? Nó có nhiều cái cấp bậc chăm sóc khác nhau chị. Em dùng cái chữ cấp bậc chăm sóc, nó có nhiều cái khác nhau tùy theo cái bệnh tình của người bệnh nhân. Trong cái chương trình hospice, đối với Memorial Care, em chỉ có thể nói cho Memorial Care Hospice, tại bây giờ Tiffany đang làm cho Memorial Care Hospice. Đối với Memorial Care Hospice, chúng tôi không làm việc theo giới hạn hoặc là số lượng, mà làm việc theo nhu cầu của người bệnh nhân. Có thể là một ngày, một tiếng, có thể từ một tiếng, có thể đến ba tiếng, có thể một tuần chỉ có một ngày, một lần, mà có thể là năm lần, bảy lần. Nó tùy theo cái nhu cầu của người bệnh nhân. Và có một cấp bậc chăm sóc cao hơn, nếu tình trạng người bệnh nhân rất là khó khăn, thì họ có một cái cấp bậc chăm sóc cao hơn, là họ sẽ có người tiếp tục trực bên giường. Vâng, cảm ơn Tiffany rất nhiều. Chúng ta đã hết giờ, và hy vọng Tiffany có thể tiếp tục nói về đề tài này trong những chương trình hội thoại của Bệnh viện Oranchos. Và số điện thoại xin quý vị ghi lại của Tiffany Phương là 949-403-2056, 949-403-2056. Cảm ơn Tiffany và hẹn quý Tiffany vào lần hội thoại kỳ tới. Tiffany cũng cảm ơn chị Hương Thơ và kính chào quý khán giả của đài. Chương trình Câu Chuyện Y Khoa xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lần sau. Xin kính chào.